Tháng 2 năm 2022 vừa qua, Toyota Việt Nam đã chính thức cho ra mắt mẫu xe Toyota Corolla Altis thế hệ hoàn toàn mới. Ở lần lột xác với tiêu chí đậm chất chơi người chuẩn mực, Corolla Altis 2022 mang đến một thiết kế hoàn toàn mới, năng động, khỏe khoắn, kết hợp với một không gian nội thất đầy đủ tiện nghi hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Bên cạnh đó, xe được trang bị rất nhiều công nghệ an toàn tân tiến và khả năng vận hành vượt trội nhờ hệ thống khung gầm mới mang tên TNGAC. Đáng chú ý hơn, ở thế hệ thứ 12, Altis được bổ sung thêm phiên bản Hybrid với kỳ vọng mang đến cảm giác lái thú vị và đóng góp thêm vào việc bảo vệ môi trường. Toyota Corolla Altis 2022 được hứa hẹn sẽ kéo dài doanh số cho mẫu xe này sau cột mốc 80.000 chiếc đã bán ra tại Việt Nam kể từ năm 1996. Altis 2022 ra mắt với tổng cộng là 3 phiên bản với mức giá bán dao động từ 719 tới 860 triệu đồng, trong đó các phiên bản có màu trắng ngọc trai có giá cao hơn khoảng 8 triệu đồng. Về phần giá bán, mình sẽ đặt bên trên màn hình để giúp cho quý vị có thể tiện tham gia theo dõi. Một số các chi tiết ngoại thất đã được thay đổi giúp cho Toyota Corolla Altis 2022 trông bắt mắt hơn, khỏe khoắn hơn và năng động hơn. Tuy nhiên, xe vẫn giữ nguyên sự lịch lãm của một chiếc xe sedan hạng C danh tiếng. Mẫu xe này sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.630mm x 1.780mm x 1.435mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.700mm, khoảng sáng gầm đạt 142mm. Bán kính quay đầu cho phiên bản 1.8G là 5.2m và phiên bản 1.8V và 1.8HEV là 5.4m. Những con số này hứa hẹn sẽ giúp cho Altis 2022 có được không gian vô cùng rộng rãi. Tuy vậy, với bán kính quay đầu là 5.2 hoặc 5.4m, điều này giúp xe tăng tính cơ động và dễ dàng di chuyển linh hoạt ở trong nội đô. Sự thay đổi đáng kể nhất trên Corolla Altis 2022 đã xuất hiện ngay ở phần đầu xe với cụm lưới tản nhiệt được mở rộng và có thiết kế sang trọng nhờ vào việc sử dụng nhiều các chi tiết mạ chrome nổi bật. Phong cách này mang đến cảm giác quen thuộc cho người xem khi phần đầu xe có nét khá tương đồng so với Camry mới hay các dòng xe Lexus hạng sang. Cụm đèn chiếu sáng LED mang phong cách mới so với thế hệ cũ, có thiết kế hình chữ G, cách điệu ôm về hai bên, tạo ra ánh nhìn sắc sảo cho phần đầu xe. Hộp đèn sương mù bên dưới sở hữu thiết kế hình chữ C ngược, góc cạnh được mạ chrome viền ngoài, trông hầm hố và mạnh mẽ hơn hẳn so với phiên bản tiền nhiệm. Trên nắp capo còn xuất hiện những đường gân dập nổi, giúp phần đầu càng tăng thêm vẻ khỏe khoắn cho mẫu xe sedan hạng C đến từ thương hiệu Nhật Bản. Thân xe là phần không có quá nhiều điểm thay đổi so với phiên bản thế hệ cũ. Mẫu xe này sở hữu thiết kế bao gồm những đường gân dập nổi chạy dọc thân xe. Tay nắm cửa mạ chrome sang trọng, trong khi đó phần chi tiết gương chiếu hậu lại được sơn cùng màu với thân xe. Gương chiếu hậu trên phiên bản 1.8 HEV có khả năng gập tự động, chỉnh điện, tự động điều chỉnh khi lùi, trong khi bản 1.8V là gương chỉnh điện, gập tự động, còn bản 1.8G chỉ có chỉnh điện. Phiên bản 1.8G sử dụng la răng 16 inch, hai phiên bản còn lại sử dụng la răng cỡ lớn 17 inch với họa tiết cách điệu nổi bật, được đánh giá là phù hợp với tổng quan thiết kế thân xe. Cụm đèn hậu và cản ba đợt sốc phía sau được tinh chỉnh theo dạng thiết kế nổi khối, mang đến sự bề thế cho Corolla Altis 2022. Trong khi đó, cụm đèn hậu hình chữ L sử dụng công nghệ LED, được kết hợp với một đường chỉ mạ chrome nối liền hai bên. Xe được trang bị hệ thống khung gầm mới mang tên TNGAC. Điều này càng giúp cho khoang cabin của xe sở hữu khoang lái có tầm nhìn tốt hơn, mang đến sự thoải mái khi di chuyển. Bên cạnh đó, Corolla Altis 2022 còn sở hữu nhiều trang bị tiện ích đi kèm hiện đại. Xe sở hữu kích thước tổng thể rất lớn, đi cùng với chiều dài trục cơ sở lên tới 2.700mm. Điều này đã tạo nên một không gian nội thất vô cùng rộng rãi, thoáng đãng cho người sử dụng. Bảng táp lô, bảng điều khiển được thiết kế chỉnh chu, đi kèm nhiều chi tiết bọc da, mạ chrome sang trọng. Phiên bản 1.8G được trang bị cụm đồng hồ táp lô dạng analog bán điện tử, bên trong sử dụng màn hình TFT 4.2 inch, trong khi đó hai bản còn lại sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Ngoài ra, hai phiên bản 1.8V và 1.8HEV còn sở hữu màn hình trung tâm giải trí kích cỡ 9 inch kết nối với điện thoại không dây. Ghế ngồi trên cả ba phiên bản đều được bọc da, riêng ghế lái có khả năng chỉnh điện 10 hướng, thiết kế ôm trọn người lái, giúp mang đến trải nghiệm thoải mái trong suốt hành trình di chuyển. Hàng ghế sau được trang bị đầy đủ tựa đầu ở hai vị trí, đi cùng khoảng ghế chân rộng rãi và dây đai an toàn đa điểm ở các vị trí. Bệ tì tay trung tâm kết hợp khay đựng ly là trang bị tiêu chuẩn cho các phiên bản.
Toyota Cra Antis thế hệ hoàn toàn mới sở hữu hàng loạt trang bị tiện nghi tiêu chuẩn như màn hình trung tâm giải trí 9 inch có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth, đi cùng dàn âm thanh 6 loa, khởi động nút bấm Start-Stop, gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động. Riêng bản 1.8 HEV còn được trang bị thêm loạt công nghệ cao cấp như màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD kết nối không dây với điện thoại thông minh, màn hình cảm ứng trí ninh, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập với cửa gió trước và sau, cảm biến áp suất lốp. Cra Antis 2022 được trang bị hai tùy chọn động cơ bao gồm động cơ xăng 1.8 lít cho hai phiên bản G và V, sản sinh ra tổng công suất là 138 mã lực, mô men xoắn cực đại 172 Nm. Động cơ Hybrid bao gồm cỗ máy xăng 1.8 lít đi kèm với một động cơ điện, sản sinh ra tổng công suất là 150 mã lực và 195 Nm. Động cơ này lắp trên phiên bản HEV. Cả ba phiên bản đều sử dụng hộp số vô cấp CVT đi cùng hai chế độ lái thông thường và thể thao. Riêng mẫu xe Hybrid sẽ có thêm chế độ EV chạy điện. Cra Antis 2022 được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2, bao gồm cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu sao tự động. Ngoài ra, những tiện ích cơ bản khác của Toyota Cra Antis 2022 mình xin phép được đặt bên trên màn hình để giúp cho quý vị và các bạn có thực tiện tham gia theo dõi. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc xe Cra Antis 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.